Xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy khoan sử dụng pin thương hiệu của Stanley ha. Cái này nó là cái dòng máy Stanley Fastmax mới vừa ra mắt của hãng nha anh em. Trên đây nó ghi là 20V max, rootless hammer reel. Bên dưới sẽ là những cái thông số của máy nha, là những cái công nghệ pin mới nhất của hãng nè, rootless nè, sử dụng động cơ không chảo than. Cái model của máy nó sẽ là SBD715D2K. Ngoài thì cái máy nó sẽ đựng trong một cái hộp bằng nhựa nè, tem thông số đồ cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Là Stanley 2 year warranty, là nó bảo hành chính hãng là 2 năm nha anh em. Ở đây sẽ là hai cái chốt khóa được làm bằng inox nha. Bên trong chúng ta sẽ có những cái giấy tờ đi kèm nè, kiểu như là sách hướng dẫn nè, Stanley Fastmax nè, có một cái miếng contact center gì nè, mã record đồ nhóc chân ha. Bên đây sẽ là cái miếng tem bảo hành đó. Mình mua là hàng chính hãng á, bây giờ mình sẽ được bảo hành là 2 năm nha anh em. Đây là thư cảm ơn của shop nè, ít tool ít set nè anh em. Chúng ta sẽ có là một thân máy, hai cục pin và một cục sạc nha. Người ta có tặng kèm cho mình là một cái cặp bao tay nữa nè. Đó, thương hiệu của Safety Jogger. Đây thì nó được làm bằng vải nè, đây như được làm bằng cao su ha. Nhà anh em sử dụng để mình làm việc rồi đó thì cũng ok ha. Và ở đây sẽ là cái cục sạc của mình, thương hiệu của Stanley nè, Fastmax 20V, những cái nước nhựa nó làm nè, rất là đẹp luôn. Đây là chui cắm nè, cũng có thông số đồ cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Bên dưới đây chúng ta sẽ có thương hiệu Stanley Fastmax nè, TS125 Jogger tiếp B101. Input sẽ là từ 200 cho tới 240V, tần số là 50 cho tới 60Hz. Output sẽ là 18 tương đương với 21V max 1.25A. Đây thì nó có in chìm thông số kích thước rồi nè, cụ thể gọn gàng hết trơn ha. Anh em mà chưa biết cái hãng Stanley này đó thì nó là một cái thương hiệu của Mỹ, trong tập đoàn Black & Decker của những cái hãng nổi tiếng như là DeWalt nè, Milwaukee và Ryobi luôn. Bởi vậy sản phẩm rất là chất lượng nha anh em. Rồi tiếp theo sẽ là cục pin của nó ha. Đây nó sẽ đựng trong một cái túi nè. Cái này mình mua là một cái bộ này, nó sẽ gồm có là hai cục pin 2A nha anh em. Đây nó có thương hiệu của Stanley Fastmax in chìm nè, và bên dưới nó ghi là 20V lithium ion 2.0Ah nha. Trên đây chúng ta sẽ có ngày tháng năm sản xuất. Ở đây là bốn cái chân tiếp xúc của pin. Phía sau thì chúng ta sẽ có một cái nút nhấn để mình báo pin nè. Hiện tại ở đây là tụt pin mình, nó gần hết pin rồi ha. Bên dưới nó sẽ có thương hiệu của Stanley Fastmax. Đây thì nó sẽ có một cái mã QR code nữa ha, có cái mã là SB202B101, 18V tương đương với 20V max, 2.0Ah tương đương với 36W trên giờ ha. Em nhìn thấy nó sẽ có một cái núm gài, thiết kế của pin đời mới này nhìn rất là đẹp ha anh em. Stanley Fastmax dập nổi 20V lithium ion, sẽ có một cái tem thông số ghi là Stanley Fastmax. Cái mã của nó sẽ là SBD715 rootless hammer reel B101 18 tương đương với 20V max. Tốc độ vòng quay của nó sẽ là từ 0 cho tới 600 vòng trên phút và từ 0 cho tới 1900 vòng trên phút. Nó cũng có mã số email cụ thể gọn gàng ha anh em. Và ngoại hình của con máy thì cái phần màu vàng này nó sẽ là nhựa cứng nè, còn cái phần màu đen này thì nó sẽ là cao su ha. Anh em nhấn nhấn thì lúng lúng vô nè. Ôm là nguyên một cái motor nè, rồi bên dưới cái tay cầm này, hai bên hông này luôn, thì giúp anh em sử dụng quá, mình cầm nắm rất là êm tay nè. Mà lỡ như nó có bị gơ gớt đó thì chống và đập cũng rất là tốt ha. Có một cái dòng chữ in nổi là rootless nè, tức là con máy này sử dụng là động cơ không chảo than nha anh em. Cái đường nét đường viền màu vàng nó đi nè, rất là đẹp ha anh em. Cái cò điều tốc nè, thì đây sẽ là cái núm đảo chiều ha. Khi mình nhấp nhẹ lên á thì trên đây nó sẽ sáng đèn lên nè. Thì khi mà anh em làm việc trong môi trường chiếu sáng hoặc là mình làm việc ban đêm đó, có cái đèn chợ sáng mình làm việc cũng rất là hiệu quả luôn ha. Thì mình đang lắp sẵn là cục pin 2A của nó nha. Khi mà anh em muốn gỡ ra thì mình chỉ cần nhấn đây nè, mình rút ra là ok. Thì nếu cục pin của mình nó có bị hết á thì anh em có thể là mình ghim vô cục sạc để mình sạc nha. Mình vừa mới ghim điện vô xong rồi đó. Ở đây anh em nhìn thấy nó sáng xanh chớp, tức là nó đang sạc nha anh em. Còn khi mà nó sạc đầy á thì anh em nhìn thấy cái đèn này thì nó sẽ đứng im và nó màu xanh nha. Đây nó sẽ có một cái miếng tem là chống hàng giả nè, ghi là Black & Decker, có mã QR code. Đây là cái phần để mình cào ra để mình bảo hành chính hãng nha anh em, để mình chơi luôn xem mình cào ra coi nó có phải là hàng chính hãng không nha. Và ở dưới nó kêu mình là soạn tin nhắn theo cú pháp là DAC, rồi khoảng cách, rồi mã cào, rồi khoảng cách, số sơ ghi, gửi về cái số 6088. Đây là cái điện thoại của bắp của mình nè. Bây giờ mình sẽ soạn tin nhắn nha. 000267. Ok. Nhắn gửi 12. Rồi, đợi một lát còn sao anh em. Thứ nhất là mình sẽ kiểm tra là coi máy này nó là chính hãng hay không á. Chứ thứ hai là nó sẽ tự động nó kích hoạt bảo hành cho mình là 2 năm luôn ha. Đó, Black & Decker nó gửi tin nhắn cho mình nè. 6088. Ủa, Stanley chứ, Stanley Black & Decker, cảm ơn quý khách đã mua hàng. Sản phẩm đã được kích hoạt dịch vụ bảo hành thành công. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại đây để được hỗ trợ ha. À, tức là cái này nó là hàng chính hãng 100% nha anh em. Và tiếp theo thì mình sẽ bóp cò cho anh em nghe thử tiếng máy nha. Máy chạy khá là êm nha anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái nút chỉnh chế độ nè. Anh em có thể gạt ở đây, nó chuyển qua chế độ chậm. Và mình gạt ở đây, nó sẽ qua cái tốc độ nhanh nha.
Giờ mình thử chức năng detox xem như thế nào nha em. Ồ, khá là mượt luôn ha. Chuyển qua cấp độ 1, cấp độ chậm nè. Điều tóc rất là ngon anh em. Đấm đảo chiều trái phải nè. Con máy của chúng ta nó sẽ có 3 chức năng. Một chức năng khoan búa, một chức năng khoan thường và 15 cấp độ trượt ha. Anh em muốn chỉnh chế độ đó thì mình sẽ gạt ở đây nè. Hiện tại đây mình đang chỉnh là chế độ là khoan có búa nè. Chỉnh qua đây nó sẽ là chế độ khoan thường. Và chỉnh qua đây nó sẽ là chế độ bắn dít ha. Có 15 cấp độ trượt nha anh em. Và cấp độ trượt số 1 mình test cho anh em nghe. Đồ trượt này cái số nó càng nhỏ thì nó sẽ càng nhảy nha. Anh em sử dụng để mình bắt vít những cái con vít nhỏ đó thì mình chỉnh cấp độ thấp. Còn khi mà anh em sử dụng để mình bắn những cái con vít bự đó thì anh em sẽ chỉnh cấp độ cao lên cho nó phù hợp với công việc nha. Phía trên đây chúng ta sẽ có một cái đầu kẹp này, nó thiết kế là ở đây nó sẽ bằng thép nè, và trong đây thì nó sẽ được là bằng nhựa ha. Thấy cái nước nhựa của nó nè, nó làm cái công nghệ gì đó nhìn rất là chắc chắn nha. Đầu kẹp của mình nó sẽ là 13mm nha. Và ở đây thì mình có cái mũi khoan nè, để mình xỏ vô đây mình test thử xem coi nó có auto lock không nha. Ok, thì anh em nhìn thấy khi mà mình dặn vô nó nghe cạch 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 đó, tức là con máy này nó sẽ có chức năng auto lock. Và khi mình dặn như nè, nó không có bị trượt, tức là nó cũng có luôn cái chức năng khóa nhông luôn ha. Khi mà anh em siết lại gì nè, anh em cũng có thể sử dụng được luôn. Còn nếu mà anh em muốn chắc cứu hơn nữa đó là mình siết nhông lại gì nè, rồi mình nhả cho nó nghe nhẹ cái cạch vậy nè là ok, nó sẽ càng cứng hơn nha. Mình sẽ đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên sẽ là chiều dài của nó, mình đo từ ở cái đầu kẹp nè cho tới cái đuôi máy, nó tầm cỡ 20cm. Còn cái chiều cao của nó mình đo từ ở trên đỉnh nè cho tới cái chân pin, nó tầm cỡ 19,5. Còn khi mà anh em đo luôn cục pin của nó đó thì nó tầm cỡ 23cm ha. Mình có cây cân nè, mình sẽ cân xem trọng lượng con máy nó là bao nhiêu nha. Đầu tiên sẽ là cái thân máy nha anh em. Nó sẽ có trọng lượng là 1kg 200g. Còn khi mà anh em lắp cục pin 2A của nó vô đó thì nó sẽ có trọng lượng là 1kg 574g ha. Cái cục pin không để mình xem, đó là 371g. Rồi thì sẵn đây mình cân cục sạc cho anh em coi luôn, nó sẽ là 413g anh em. Và bây giờ thì mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào anh em. Đầu tiên thì mình sẽ test thử chức năng khoét gỗ của con máy nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là cái mũi khoét số 35. Ở trên đây thì mình sẽ chỉnh chế độ là khoan nhanh nè, và mình sẽ chỉnh ở đây qua chế độ là khoan thường không có búa nha. Và tiếp theo sẽ là cái mũi khoét khổng lồ ha, mũi khoét số 55 nha anh em. Và tiếp theo sẽ là chức năng khoan sắt nha nè. Mình sẽ khoan trên cái miếng la dày này luôn ha. Và ở đây thì mình có một cái mũi khoét số 42 nè, khoét thử trên cái hộp này còn sao nghe anh em. Và ở đây mình test thử chức năng bắn chích gỗ của con máy còn sao nghe anh em. Bây giờ để mình chỉnh cho nó trở về cấp độ số 1 đi, coi coi nó trượt như thế nào nghe. Đối với cấp trượt nhỏ thì anh em sử dụng để mình bắn những con chích nhỏ nha.
Đó, vô tới đây là nó đã trượt anh em. Cái này thì mình có thể mình tăng lên tầm cỡ số 7 đi. Số 7 thì nó cũng vừa đủ ha. Nhưng mà mình tăng lên chút xíu đi, số 9. Số 9 rồi sao nha. Đó, số 9 là ok ha. Để vô là nó trượt quất liền. Quá đã luôn ha. Chơi thử mấy con ốc Sài Gòn này coi sao nha. Cái này thì mình sẽ sử dụng là cái đầu bắn ton nha nè. Nhét vô. Mình vẫn để cái cấp độ trượt số 9, coi nó trượt sao nha. Tới đây là nó đã bị quá lực rồi. Tăng lên số 13. Cái gỗ này nó cũng hơi cứng á. Bây giờ mình quất tới số 15 đi, coi sao nha. Và ở đây thì mình có hai con ốc dạng tấc nè. Mình sẽ bắn vô miếng gỗ này rồi coi nó có bắn nổi không nha. Sẽ chỉnh cấp độ số 15 đi. Nếu mà nó quá lực á, thì mình sẽ chỉnh qua cấp độ khoan nha. Tiếp theo mình sẽ test chức năng bắn ton của nó. Và mình bắn trên cái miếng là dày nha anh em. Cùng sẽ là chức năng khoan gạch của con máy. Mình sẽ sử dụng là cục gạch thẻ nè. Và mình sẽ khoan tại cái phương ngang nha. Và mũi khoan của mình sử dụng nó sẽ là mũi 10.5 nha nè. Đầu tiên thì mình sẽ chỉnh qua chế độ khoan thường đi. Khoan thường không có búa nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ gạt qua đây nè, khoan vừa có đập búa nha nè. Wow, khá là ngon hả nè. Rồi, và ở đây thì mình có một cái mũi khoét gỗ của Onishi của Nhật nè. Cái này nó có đường kính là 20 và cái chiều dài của nó là 250mm ha. Khoét hai cái khúc gỗ này coi sao nha. Cái khúc gỗ bự nó là khúc gỗ mềm, còn cái khúc gỗ nhỏ bên đây nó là khúc gỗ cứng nha. Và khi mình khoét gỗ đó thì mình sẽ chỉnh qua đây là chế độ khoan thường nha em. Đầu tiên mình sẽ khoét thử khúc gỗ mềm nha. Ở đây thì mình sẽ chỉnh là số 2, tốc độ nhanh nha. Quá ngọt luôn. Anh em nhìn thấy nó hòa lúc luôn nè ha. Thêm cái nữa đây. Nhẹ nhàng anh em. Rồi bây giờ tới gỗ cứng còn sao nha. Thấy nó nhỏ chứ nó cứng ngắt à. Wow. Rồi vô hơn được nửa cây anh em. Đâu đi gán thử coi. Mở ra. Gán thử cây vô được không. Hết rồi, vô được tới đây à. Giờ mình sẽ gặt qua số 1 nè. Thì cái tốc độ nó sẽ chậm lại, nhưng mà cái lực xiết của nó sẽ đạt tới tối đa nha. Wow. Ok, ngon lành quá ha. Mình thấy con máy này nó rất là mạnh và làm việc cũng khá là hiệu quả luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Đầu tiên sẽ là cục sạc của mình ha. Và đây sẽ là bên trong cục sạc của chúng ta ha. Anh em nhìn thấy cái dàn nhựa bên ngoài của nó rất là cứng cáp luôn ha. Những cái chỗ thông gió lên nè, rất là chất lượng nha anh em. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái băng mạch rất là bự luôn nè. Và linh kiện của nó cũng khá là nhiều luôn ha. Vì chip hết trơn anh em. Đây thì thông số đồ cũng cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Rồi giờ mình lật lên thì bên trong nó sẽ có một cái biến áp rất là bự luôn nè. Đây là một cái con MOSFET, nó có luôn một cái miếng tản nhiệt bằng nhôm ha. Đây thì một con tụ rất là bự luôn nè, linh kiện luôn nè, rất có thông số rồi rõ ràng anh em. Cái này là hai con ốc để nó cố định cây chốt này thôi anh em. Bên trong sẽ là cái băng mạch của cục pin của mình nè, linh kiện đồ cũng quá trời luôn ha. Đây là chân tiếp xúc pin của nó nè.
Anh em nhìn thấy thép nó làm sáng bóng luôn ha. Và trên những cái miếng thép tiếp xúc pin đó, nó đều có mã số hết nha. Đó, 070 nè, ở đây nè. Và bên đây cũng vậy luôn, như những cái món hàng của nó sẽ là hàng máy luôn ha. Tròn quay à, rất là đẹp ha. Và khi mình mở ra đó, bên dưới nó sẽ có những cái xương để nó bảo vệ cái cục pin nha. Pin của mình nó cũng có một cái khung nhựa luôn. Và trên đây chúng ta sẽ có là 5 cell pin ha. Mình coi thông số nó coi, EVE2.0AH. Bên dưới này sẽ có mã vạch nè, rồi số series cụ thể rõ ràng anh em. Những cái món hàng cell pin nó được hàng bằng máy luôn ha. Đó, những cái kiểm hàng của mình nè, rất là đẹp nha anh em. Bên đây là báo pin, hiện tại là pin mình nó vẫn còn đang đầy 100% nha. Và đây sẽ là bên trong con máy chúng ta ha. Cái này nó là cái thân nhựa của con máy nè, rất là dày dặn nha em. Này mình muốn bẻ qua bẻ lại nè, khá là dẻo luôn ha. Phía sau thì nó sẽ có một cái miếng đút led nè. Cái này thì nó gời anh em. Nó đút led rất là đẹp luôn ha. Rồi cái phần dưới đây nó sẽ là cái chân tiếp xúc pin. Và trên đây sẽ là cái bảng mạch điều khiển của con máy ha. Ở độ keo kính mít hết trơn rồi nè. Trên đây thì nó sẽ có là hai con tụ. Thì cái này nó ghi là D1 nè, rồi VZT330 35V, cái điều tốc của con máy nè, và cái nấm đảo chiều ha. Trên đây nó cũng có thông số và mã quy code, số series rồi nè, cụ thể gõ gàng hết trơn ha. Xoay qua đây thì cái phần mặt sau của bảng mạch nó cũng có những cái thông số rồi nè. Cái này nó của cái hãng Defron, rồi bên dưới nó ghi là 15RA20D20VDC rồi nè, rồi số series đồ cụ thể gõ gàng hết trơn ha. Cũng có cái chuẩn CUG của nè, chuẩn này của Mỹ nha anh em. Rồi, và anh em nhìn thấy là nguyên một cái cụm này nó sẽ là cái động cơ không chỗ than và động cơ nguyên khối luôn ha. Dây động của nó nè, bên trong quá đã anh em. Và ở đây thì nó cũng có thông số đồ rõ ràng hết trơn ha. Cái bảng mạch nó sẽ đi lên đây nè. Và ở đây hình như nó có một cái cảm biến nha anh em, mình mở ra nè. Đó, bên trong thì nó sẽ được là bằng thép 100% nha anh em. Đây thì nó sẽ có một cái nắp bằng kim loại. Và bên trong thì nó sẽ có là bốn cái nhông vệ tinh ha. Rất là dày anh em. Nó vừa bự mà nó vừa dày nữa. Quá đã luôn ha. Bốn cái. Cái này thì nó đều được là bằng thép 100% ha. Cái bộ phận nhông bên ngoài rất là dày anh em. Ở trong thì nó như là mấy máy kia thôi, nó cũng có mấy cái nhông nè, nhưng mà mình thấy là nó chắc chắn và nó bự hơn rất là nhiều ha. Đây, và bên dưới lớp nhông này nó cũng có là bốn cái ha, bốn cái nhông vệ tinh. Mấy cái đồ hãng này mình mở ra coi cũng quá đã anh em. Cái bánh nhông khủng khủng không ha. Cùng thì chúng ta sẽ có thêm là bốn cái bánh nhông vệ tinh nữa ha. Thì sẵn ở đây mình có cái thước nè, mình sẽ đo từng cái chi tiết cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên sẽ là cái nhông ngoài của nó đi. Đây, cái bánh găng nhông ngoài của nó nè. Cái chiều dày của nó là 5.4 và cái độ rộng của nó sẽ là 10.4mm ha. Nhông ngoài của nó nè, cái chiều rộng của nó là 39.1, còn cái độ dày của nó sẽ là 5.9mm ha. Đây, cái này là bánh găng trong nè. Độ dày là 5.4 và cái độ rộng của nó sẽ là 10.4 luôn ha. Đây là cái bộ phận motor của con máy nè. Để mình đo xem, nó là 47.8mm chiều dài của nó. Mình đo luôn cái cốt, nó tầm cỡ 60.8mm ha. Mình rất thích những cái dòng máy mà nó nguyên khối vậy nè. Thì khi mà anh em sử dụng thì nó đồng bộ hơn rất là nhiều. Mình xài thời gian lâu á thì nó sẽ rất là bền và không có bị sát cốt nha anh em. Đây sẽ là cái bảng mạch của nó nè. Độ keo kính mít hết trơn rồi ha. Cái chiều ngang là 32.3, độ dài của nó từ ở trên cho tới dưới đây nó là 107.7, cuối cùng độ dày của nó sẽ là 18.2mm ha. Thì mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Thì anh em nào thấy video ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký bên đây và nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui nhé. Bye bye.